Huấn luyện viên Chusier đã gây bất ngờ khi để hàng loạt cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Văn Thanh, Tấn Tài, Tiến Linh, Văn Toàn ngồi ghế dự bị. Trong đó, thậm chí Quang Hải không được sử dụng một phút nào. Sau trận đấu, người hâm mộ cảm thấy khó hiểu về cách dùng người của huấn luyện viên người Pháp, đặc biệt là ở trường hợp của Quang Hải. Bình luận trên sóng truyền hình, huấn luyện viên Phạm Minh Đức lý giải, ở trận đấu này, huấn luyện viên Chusier sử dụng Đình Bắc và Mạnh Dũng ngay từ đầu. Năm vị trí thay người của huấn luyện viên Chusier trong hiệp 2 được ưu tiên cho những vị trí bất khả kháng. Hầu như những trường hợp thay người của ông thầy người Pháp ưu tiên để sửa chữa các vị trí. Đó là lý do Quang Hải không được vào sân trong trận đấu này. Nếu Quang Hải được vào sân thì đội tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi nhờ những đường chuyền sáng tạo. Tuy nhiên, mỗi huấn luyện viên có ý tưởng khác nhau. Văn Thanh không thường chơi ở vị trí hôm nay nhưng đó là cách dùng người của huấn luyện viên Chusier. Bình luận về bàn thua từ pha ném biên của Indonesia, huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho biết, thực ra những tình huống ném biên của Indonesia, chúng ta đã nói nhiều rồi. Khi đối thủ ném biên, thủ môn phải nhìn trung vệ. Tình huống ném biên không nhanh, Mạnh bằng đá phạt nên nếu thủ môn phán đoán tốt thì có thể lao ra đấm. Các trung vệ cao to cũng có thể lên trước chắn bóng. Như tình huống này, bóng qua đầu của Việt Anh. Thường trong tình huống ném biên, các cầu thủ cao to cần kèm những đối thủ cao to. Sự phán đoán của các trung vệ rất quan trọng. Chúng ta cần kèm những cầu thủ cao lớn của đối phương và luôn đứng ở phía sau họ. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho rằng bàn thua ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Ông nói thêm, chúng ta bị thua sớm ở hiệp 2. Với màn trình diễn trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam có thể tự tin giành 3 điểm. Tuy nhiên, bàn thua đã ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ. Khi Indonesia có bàn thắng, họ thi đấu rất rắc, tiểu xảo và gây ra khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Vào chiều nay 22 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã lên đường trở về để chuẩn bị cho trận tái đấu với Indonesia tại sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3. Chúng ta đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng F, kém Indonesia một điểm. Do đó, đoàn quân huấn luyện viên Chusier buộc phải thắng trong trận lượt về mới hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026.